Kính chào quý vị và các bạn đang đến với lịch thi đấu của V-League trong ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5, 2023. Bên cạnh đó thì hãy cùng với chúng tôi dự đoán kết quả chung cuộc các trận đấu của V-League trong ngày hôm nay. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để cùng với chúng tôi cập nhật về những bản tin bóng đá Việt Nam. Vậy là những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 10 của V-League 2023 đã khép lại. Trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Định và Hải Phòng đã khép lại với tỷ số 1 đều. Trong khi đó thì Công An Hà Nội đã không có thể giành được chiến thắng trước câu lạc bộ Khánh Hòa mà hai đội đã chia điểm với tỷ số 0 đều. Qua đó thì ở trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy được bảng xếp hạng của V-League tính đến thời điểm hiện tại sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của vòng 10 như sau. Câu lạc bộ Thanh Hóa có 21 điểm nằm ở vị trí số 1. Câu lạc bộ Công An Hà Nội nằm ở vị trí thứ 2 với 18 điểm. Có 16 điểm Hà Nội FC nằm ở vị trí thứ 3. Câu lạc bộ Bình Định có 15 điểm nằm ở vị trí thứ 4. Đội bóng có 14 điểm là Nam Định nằm ở vị trí top 5. Hà Tĩnh có 13 điểm nằm ở vị trí thứ 6. Câu lạc bộ Hải Phòng có 12 điểm sau 10 vòng đấu nằm ở vị trí thứ 7. Vị trí thứ 8, thứ 9 lần lượt thuộc về câu lạc bộ Khánh Hòa và câu lạc bộ Viettel. Hai đội bóng này đều có 11 điểm. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được 10 điểm nằm ở vị trí thứ 10. Vị trí thứ 11 thuộc về Sông Lam Nghệ An, họ có 9 điểm. Ba vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về SHB Đà Nẵng 5 điểm, BKMX Bình Dương 5 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh 4 điểm. Sau đây là lịch thi đấu của vòng 10 trong ngày 31 tháng 5. Vào lúc 17 giờ, câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ có một chuyến làm khách đến sân vận động của Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Hà Tĩnh sẽ chạm trán với nhau vào lúc 18 giờ. Vào lúc 19 giờ 15 phút, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng sẽ có một chuyến làm khách đến sân vận động của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung thì cả 3 trận đấu trong ngày hôm nay của vòng 10 V-League đều là những trận đấu đáng để chúng ta có thể theo dõi. Trong khi đó thì cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC đây là một trận đấu tâm điểm khi mà câu lạc bộ Hà Nội FC cần một chiến thắng để có thể đua vị trí top đầu với Công An Hà Nội cũng như là câu lạc bộ Thanh Hóa. Nếu như giành được chiến thắng trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC sẽ vươn lên vị trí top 2 với 19 điểm. Trong khi đó thì với Hoàng Anh Gia Lai, họ cũng cần một chiến thắng trên sân nhà cũng như là có thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng hiện tại. Nếu như giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu này thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rất có thể sẽ leo từ vị trí thứ 9 lên vị trí top 6 trên bảng xếp hạng sau khi ngày thi đấu 31 tháng 5 khép lại. Chỉ vậy mà đây là một cuộc đối đầu cực kỳ đáng xem. Ở trận đấu này thì chúng tôi dự đoán kết quả chung cuộc sẽ là một tỷ số hòa nghiêng về cho cả hai đội. Trong khi đó thì cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng cũng cực kỳ đáng xem. Đây là cuộc đo sức giữa hai trong ba đội bóng nằm ở cuối cùng trên bảng xếp hạng hiện tại. Nếu như giành được chiến thắng trong cuộc đối đầu này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ từ vị trí thứ 14 sẽ leo lên được vị trí thứ 12. Trong khi đó thì đối với SHB Đà Nẵng, nếu như giành được chiến thắng thì họ sẽ rút ngắn được khoảng cách đối với các đội bóng xếp trên như là Sông Lam Nghệ An hay là Hoàng Anh Gia Lai. Hàng công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi cực kỳ ấn tượng trong những vòng đấu gần đây, bằng chứng là họ đã ghi được rất nhiều những bàn thắng. Tuy vậy nhưng hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh luôn cho rằng họ không ổn định. Chính vì thế mà chúng tôi tin tưởng vào một trận đấu có bàn thắng giữa hai đội bóng này. Ở trận đấu này thì chúng tôi đặt niềm tin cho Thành phố Hồ Chí Minh và họ sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc là 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Sau cùng thì quý vị và các bạn hãy để lại dự đoán của mình tỷ số chung cuộc trận đấu giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Nam Định ở dưới mục bình luận. Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại!